Trong trận thắng Leeds United, Pep Guardiola giận điếng người khi Erling Haaland nhường cơ hội sút penalty cho Ilkay Gundogan. Sau pha bóng đó, Pep liên tục căn vặn Haaland tại sao không sút đi mà nhường cho Gundogan làm gì. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đương nhiên rất bực Erling Haaland. Thế nhưng ông có giận Gundogan không? Đấy mới là điểm mấu chốt này. Câu trả lời là không, Pep chẳng bao giờ giận nổi Gundogan. Đây là năm thứ bao nhiêu của Gundogan tại Man City rồi? Hãy hỏi Pep Guardiola ấy. Ông ấy biết rõ nhất, bởi Gundogan chính là bản hợp đồng đầu tiên của Pep tại Etihad. Tại sao lại là Ilkay Gundogan? Có Chúa mới biết. Dường như trước đó đôi bên chẳng có chút liên hệ gì với nhau. Trước thời điểm năm 2016, Gundogan thi đấu cho Dortmund, đại kình địch của Bayern Munich, đội bóng trước đó của Pep Guardiola. Thế nhưng Pep lại không mang bất cứ học trò nào của Bayern Munich sang Man City, mà lại kéo Gundogan về với cái giá rẻ như cho là 20 triệu bảng. Thực tế thì ngay ở thời điểm 7 năm trước, con số 20 triệu bảng cũng chỉ mua được một cầu thủ tầm trung, chứ đừng nói thời buổi mất giá như hiện tại. Bạn cầm 20 triệu bảng đi chợ vào lúc này, có khi còn không mua nổi một cầu thủ trẻ. Nhưng khoảng 20 triệu đó của Man City xứng đáng đến từng xu, thậm chí là lãi to sau 7 năm qua. Pep Guardiola chưa bao giờ ngại thừa nhận, ông gặp may vì được tiêu rất nhiều tiền. Nên nếu bạn muốn nói thành công của Pep được xây dựng bằng tiền thì cứ việc, ông thầy người Tây Ban Nha chẳng ngại đâu. Nhưng không phải những con số khủng khiếp như 100 triệu bảng cho Jack Grealish, 76 triệu bảng cho Kevin De Bruyne hay 54 triệu bảng chưa kể phụ phí cho Erling Haaland mới là những hợp đồng tâm huyết của Pep. Chính 20 triệu bảng dành cho Gundogan mới là thứ mà ông cảm kích nhất. Cách đây không lâu, khi có tin Gundogan không muốn gia hạn với Man City, Pep đã thổ lộ sẵn một đoạn tri ân cậu học trò. Trong đó, Pep cảm ơn Gundogan vì đã tin tưởng ông, mạo hiểm cùng với ông để chung tay dựng nên đế chế Man City hùng mạnh như bây giờ. Thực tế, đó là sự tin tưởng hai chiều. Khi Man City mua Gundogan, anh còn đang chấn thương. Nhưng Pep mặc kệ, bởi ông biết khi có đủ thể lực thì đây là một tiền vệ trung tâm kiểu mẫu. Vậy Gundogan có gì đặc biệt? Phân tích ra thì thực sự rất khó. Gundogan không nhanh, không khỏe và chắc chắn là không phải người kỹ thuật nhất. Anh thậm chí là hơi chậm, có phần lù đù, không có kỹ năng qua người. Thế nhưng như mắt xích được đặt vào đúng hệ thống, Gundogan vừa vặn hoàn hảo với triết lý của Pep Guardiola nhờ khả năng đọc trận đấu điêu luyện. Thật vậy, với bộ kỹ năng vừa đủ nhưng dựa trên một tư duy chơi bóng mạch lạc, Gundogan có thể thi đấu ở mọi vị trí trong sơ đồ mà Pep xây dựng. Trước Leeds United, khi Rodri không đá, Gundogan được kéo về đá số 6, vị trí thấp nhất hàng tiền vệ. Và biết gì không, không chỉ lập kỷ lục về số đường truyền chuẩn xác trong một trận đấu ở Premier League với 170 lần, Gundogan còn ghi 2 bàn và suýt chút nữa đã lập hat-trick nếu không đá hỏng quả penalty. Gundogan thực hiện toàn bộ nhiệm vụ đó một cách khoan thai khoáng đạt và trông cực kỳ đơn giản. Chính sự thấu hiểu Pep quá rõ, giống như một phiên bản Guardiola mini ở trên sân, giúp cho Gundogan luôn chơi hiệu quả dù không bung sức quá nhiều. Quả thực là nếu không có sự đa năng và thấu hiểu của Gundogan, Pep Guardiola không biết sẽ còn phải chi ra thêm bao nhiêu tiền cho tuyến giữa nữa. Pep chia sẻ, tôi nhớ có một mùa mà chúng tôi vô địch, hình như là năm thứ hai của tôi ở đây. Fernandinho dính chấn thương dài hạn và Gundogan buộc phải lui về để chơi tiền vệ trụ. Tôi nhớ nhất là trận gặp Burnley, Gundogan chơi hoàn hảo hơn cả những gì tôi mong đợi. Tôi nhìn anh ấy và wow, không thể tin được. Bóng dài, bóng ngắn, tranh chấp bóng hai, Gundogan làm được mọi thứ. Tôi có cảm giác nếu không có Gundo thì chúng tôi đã không thể vô địch Premier League mùa đó. Anh ấy quá thông minh, quá danh mãnh và là một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Chơi dưới áp lực chưa bao giờ là vấn đề với Gundo. Đó là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất tôi từng huấn luyện. Một mẫu tiền vệ hoàn hảo ở đẳng cấp cao nhất. Pep Guardiola dường như chưa bao giờ tiếc mỹ từ để nói về Gundogan. Điều ông hiếm khi làm với một cầu thủ nào khác, ngoại trừ Lionel Messi. Nhưng với bộ chân của người thường, Gundogan cũng đã phá đảo giới hạn của chính mình. Và việc luôn khiến Pep đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác mỗi ngày khiến anh trở nên vô cùng đặc biệt. Tôi nghĩ đó là cầu thủ giỏi nhất tôi từng chơi cùng ở riêng khoản kiểm soát bóng. Manuel Akanji nói về Gundogan, có cảm giác như Gundo có mắt ở sau gáy vậy, thật sự đấy. Khi bạn truyền bóng cho Gundo, đôi khi anh ấy thực hiện những pha xử lý như nắm rõ mọi chuyển động xung quanh mình. Trông Gundo làm mọi thứ thật dễ dàng. Tôi nghĩ nếu nhắm mắt, anh ấy cũng có thể cầm bóng được. Công việc của chúng tôi thật đơn giản khi có anh ấy trên sân. Nhận bóng từ Ederson rồi truyền lên cho Gundo thôi, xong chuyện. Anh ấy sẽ lo phần còn lại, có thể truyền dài, truyền xuyên tuyến, kéo bóng lên, làm gì cũng rất hợp lý và đúng nhịp. Gundogan là hiện thân của một cầu thủ thi đấu bằng 100% cái đầu đúng nghĩa. Nhìn vào Gundogan, Pep có cảm giác được sống lại với Xavi và Iniesta, những người cũng có tư duy kiểm soát siêu việt. Hơn nữa, ngoài giá trị chuyên môn, Gundogan còn mang đến sự chuyên nghiệp đáng khâm phục.
Tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ vô cùng ra dáng đàn anh, sinh hoạt điều độ, tuân thủ quy định và luôn là tấm gương sáng cho đồng đội. Pep chưa bao giờ cảm thấy lấn cấn khi trao băng đội trưởng cho Gundogan. Ông dường như đã tìm ra một Fernandinho thứ hai với sự bùng nổ thậm chí còn lớn hơn nữa. Theo thời gian, Gundogan càng lúc càng ghi nhiều bàn cho Man City. Trước mùa 19-20, Gundogan chưa bao giờ ghi quá 5 bàn trong một mùa giải. Nhưng mùa bóng đó chứng kiến anh ghi tới 17 bàn. Sang mùa sau là 10 bàn và ở mùa 22-23 này, Gundogan cũng đã bỏ túi 7 bàn. Khi được hỏi liệu Ilkay Gundogan có đang ở phong độ tốt nhất trong sự nghiệp hay không, cầu thủ này trả lời với sự trung thực và khiêm tốn. Về con số, có. Ghi bàn hay kiến tạo luôn là điều tuyệt vời. Nếu theo dõi sự nghiệp của tôi, bạn có thể thấy ở những mùa giải khác, những mùa giải gần đây, tôi chơi ngang ngửa, thậm chí tốt hơn nhưng không ghi bàn hay kiến tạo. Tôi luôn rời sân sau 90 phút với thái độ tích cực, không chỉ ghi bàn hay kiến tạo, có những khía cạnh khác của trận đấu mà bạn có thể tạo ra tầm ảnh hưởng. Sự tiến hóa của Gundogan phần lớn đến từ việc thay đổi vai trò nhiều hơn là vị trí. Anh vẫn là số 8 bên cạnh Rodri ở hàng tiền vệ của Man City. Song cầu thủ người Đức chơi với mục đích khác. Juan Malillo, trợ lý của Pep Guardiola đã phải nỗ lực để làm bản báo cáo về Gundogan sau nhiều giờ trên sân tập và xem lại băng ghi hình. Lilo nhìn thấy tiềm năng của cầu thủ này ở vị trí cao hơn trên sân bất cứ khi nào Man City có bóng. Sự thông minh và khả năng đánh hơi bàn thắng giúp Gundogan thường xuyên có mặt ở những điểm nóng để lập công. Trước đây khi Joao Cancelo, một cầu thủ khác đóng vai trò quan trọng trong đội hình của Man City 2.0, bó vào hàng tiền vệ lúc đội giữ bóng, Gundogan có thể tự do chạy trong vòng cấm và nửa sân bên trái, nơi anh chơi hiệu quả và đóng góp nhiều hơn vào mặt trận tấn công. Gundogan mới không mất nhiều thời gian để tạo ra bàn thắng, đặc biệt khi Pep Guardiola không chơi với tiền đạo thực thụ. Điều này mang đến cho tiền vệ người Đức sự tự do hơn trước. Được Pep Guardiola dẫn dắt là một trải nghiệm tuyệt vời trong sự nghiệp, nhưng cũng đầy khó khăn. Sự đòi hỏi của cựu thuyền trưởng Barca có thể khiến bất kỳ cầu thủ nào nản lòng. Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ sắp xếp các học trò theo đội hình để thực hiện một chuỗi pha bóng tấn công. Song ông sẽ dừng lại nếu một cầu thủ thậm chí chỉ lệch vị trí một chút hoặc có một đường truyền đi chệch hướng. Dừng lại, ông sẽ hét lên trước khi yêu cầu pha tấn công phải được thực hiện lại từ đầu. Một số cầu thủ cảm thấy việc lặp lại liên tục đó quá khó khăn và bắt đầu mất tập trung. Gundogan thì không như vậy. Tiền vệ người Đức nuốt từng hướng dẫn của Pep Guardiola và đội ngũ trợ lý. Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã dành hàng giờ cho các cầu thủ xem video trên máy tính trong văn phòng. Song, Gundogan chưa từng được gọi đến. Pep Guardiola không cần kèm riêng cầu thủ này, thế nên Pep mới yêu quý Gundogan nhiều đến vậy. Thậm chí còn hơn cả những người tưởng như trò ruột là Kevin De Bruyne và Erling Haaland.